À, xin chào vị đang chương trình trực chuyện TV. Thì trở lại cái việc mà chống dịch ở trong Việt Nam, thì có lẽ bây giờ đó thì cái sự lây nhiễm của nó đã rất là sâu rộng rồi, nhất là khu vực thành phố Hồ Chí Minh và một số các cái tỉnh ở miền Tây, miền Nam ở Việt Nam. Thì cái số liệu mà được nhiều người chú ý đó không phải là cái số liệu người lây nhiễm hay là F1, F2 nữa, mà đa phần người ta tập trung vào cái sự chú ý là cái số lượng người bị trở nặng hoặc là số lượng người bị tử vong. Và một cái vấn đề khác nữa thì mấy ngày vừa qua đã tạo ra một sự tranh luận rồi tạo ra sự chú ý rất là nhiều, nhất là những người ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh đó, về cái việc mà sử dụng vaccine như thế nào và người ở Việt Nam có được cái quyền gọi là lựa chọn vaccine hay không. Thì thật ra hiện giờ trên mạng xã hội có quá nhiều các cái thông tin liên quan về vaccine, rồi người ta lên giải thích lung tung sàng ngầu hết. Có những người không rành về vaccine cũng giải thích luôn, rồi đưa ra rất là nhiều các cái lời khuyến cáo, khuyến nghị, thậm chí là còn xúi giục người này người kia có nên chích hay không chích cái loại thuốc này nước kia. Thì người ta còn vận dụng, thậm chí là còn chỉ trích với nhau rất là dữ dội, họ chê bai một cách rất là thậm tệ đối với vaccine này vaccine nọ. Thì chúng ta thấy rằng hiện giờ trên cái thị trường của Việt Nam, cụ thể là trong cái chương trình COVAX, thì cũng đã có một số các loại vaccine đã được tổ chức y tế thế giới chấp thuận và được viện trợ cho Việt Nam, hoặc là Việt Nam mua và được coi như là nhượng quyền đủ thứ chuyện hết. Và hiện giờ này cũng đã có khoảng chừng trên 15 triệu liều thuốc đã được có mặt tại thị trường Việt Nam. Và trong khoảng một tuần vừa qua đó thì cái tốc độ để mà tiêm chủng cũng được đẩy lên rất là cao. Thì cái việc tiêm chủng ở Việt Nam có lẽ là nó khác với ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì người ta tiêm chủng, người ta không có thực hiện nhiều cái công đoạn giống như ở Việt Nam của chúng ta. Bởi vì ở Hoa Kỳ đó, khi mà sắp hàng đến để mà xét nghiệm, đến để mà chích ngừa thì chỉ cần báo cáo thôi, hoặc là người ta hỏi mình rồi mình ghi vào một số các thông tin cá nhân, ví dụ như là có triệu chứng gì không, hôm nay có khỏe hay không, hay là có thường uống thuốc gì, cao máu cao mỡ tiểu đường gì, hay có cái vấn đề gì không, thì mình người ta chỉ hỏi một số các cái câu hỏi thông thường thôi, và cũng không có phải thử nghiệm trước đó là có nhiễm COVID hay không, mặc dù người ta có hỏi. Và chỉ cũng không cần phải đo máu đo mỡ gì hết, nói chung rằng người ta thấy rằng cái thể trọng của mình, cái sức khỏe của mình lúc đó, và người ta hỏi những cái câu hỏi mà mình tự khai và người thấy được thì người ta chích thôi. Cho nên là cái tốc độ, cái tiến hành của nó đó, nó được rút ngắn hơn. Và dĩ nhiên là sau khi chích rồi thì người ta bắt mình phải phải đi sang một cái chỗ để mà ngồi lại 15 20 phút gì đó, khi mà nó ổn định rồi đó thì mình mới được dời đi. Thì thật ra tất cả các cái loại vaccine, ngay cả ba cái loại vaccine của Hoa Kỳ, thì có biến chứng hay không biến chứng, hoặc là nó có một cái hiệu ứng phụ gì đó đó, thì nó cũng chỉ xảy ra sau khi chích thôi. Sau khi chích trong một thời gian, ví dụ như mấy tiếng đồng hồ, hay là một ngày, hai ngày, và vài ba ngày. Chứ thật ra những cái thông tin trên mạng như thời gian gần đây, nhất là khi tập trung vào một cái loại vaccine của Trung Quốc, bởi vì cái nguồn tin mà một cái công ty Vạn Thịnh Phát ở trong thành phố Hồ Chí Minh đã tài trợ cho Ủy ban dân thành phố Hồ Chí Minh một số thuốc đã được đàm phán và mua từ phía Trung Quốc là lên tới 5 triệu liều, và tuần vừa rồi thì có 1 triệu liều được chuyển về thành phố Hồ Chí Minh, và có khá nhiều những cái lời lo ngại. Bởi vì trước đó thì trong cái thị trường của Việt Nam có những cái loại thuốc như là Moderna của Hoa Kỳ, rồi Pfizer của Hoa Kỳ, và cái Zeneca. Cái AstraZeneca là một cái loại thuốc cũng rất là tốt, và cho thấy là ba cái loại thuốc này thì được thị trường của Việt Nam rất là ưa chuộng, cũng và nhất là hai cái loại thuốc của Hoa Kỳ. Thì cái điều này cũng đúng thôi, thật ra là trên toàn thế giới người ta cũng cũng đều xác định như vậy, ai cũng thích hết là cái thuốc của Hoa Kỳ. Và ngay cả cái đất nước Hoa Kỳ đó, chính quyền của Hoa Kỳ, Nhà Trắng cũng vừa nói rằng là Hoa Kỳ cũng sẽ đảm bảo được là cung cấp thuốc cho toàn thế giới, thậm chí là ngay cả cái liều thuốc mà gọi là thuốc nâng cao đó, cái liều thứ ba đó, cái liều mà hiện giờ FDA của Hoa Kỳ đang tính thông qua để mà chích thêm cho người dân một cái liều thứ ba, tức là chỉ cho hai cái loại thuốc là Moderna với cái loại thuốc Pfizer đó, sẽ cho thêm một cái liều thứ ba nữa để mà phủ lên, để mà bảo vệ cho cái người dân nhiều hơn. Tuy nhiên thì trước cái thông tin này và nhiều nước mà họ giàu có trên thế giới họ đang đang sở hữu khá nhiều các vaccine, thì họ cũng đang lên cái kế hoạch để mà chích thêm cái mũi thứ ba. Tuy nhiên thì tổ chức y tế thế giới cho rằng cái điều đó là chưa có cần thiết, nhất là trong cái lúc dầu sôi lửa bỏng như thế này.
cái lúc mà toàn thế giới đó đang còn thiếu cái vaccine. Và cái việc một số những cái nước giàu á mà họ triển khai cái việc mà chích cái mũi thứ ba, thí dụ ngay tại Hoa Kỳ mà bây giờ chích cho 50% dân số đi thì cũng cả 100 triệu liều. Và như vậy thì nó ảnh hưởng rất là lớn tới cái việc mà sẽ giao hàng cho những cái nước khác. Ví dụ ở bên châu Âu cũng vậy, hoặc là nhiều nước khác nữa. Thì cho nên rất có thể là cái chương trình mà chích cái mũi thứ ba sẽ dừng lại. Còn ở Hoa Kỳ họ cam kết rằng họ sẽ cung cấp thuốc đủ cho thế giới. Dĩ nhiên ai cũng biết là sẽ cung cấp đủ. Nhưng mà cái thời gian nó như thế nào? Thời gian là 5 năm, 3 năm hay là 7 năm hay là 10 năm nữa? Bởi vì cả thế giới này có bao nhiêu tỷ dân, và với cái tốc độ mà sản xuất thuốc hiện nay trên thế giới đó, thì Tổ chức Y tế Thế giới nói rằng nếu như mà có cả thuốc Trung Quốc, có cả thuốc của Nga, có cả rất là nhiều những cái thuốc mà trong chương trình COVAX rồi đó, và với cái đà mà phát thuốc như thế này và viện trợ thuốc như thế này đó, thì có lẽ là phải đến năm 2024 thì mới xong cái chương trình COVAX và mới có thể làm cho 70% dân số của toàn thế giới họ xong. Hiện giờ thì toàn thế giới cũng chỉ mới khoảng mười mấy phần trăm thôi, chưa được 20% dân số của toàn thế giới được chích, mặc dù là chương trình COVAX đã được triển khai rất là nhanh. Ngay tại Việt Nam thì chúng ta đã thấy là sao, chích cũng mới có mấy triệu người thôi, 5-6 triệu người, nói chung rằng cũng chưa được 10% của dân số nữa, chúng thấy điều đó rồi. Thì chính vì cái vấn đề này đó cho nên là bây giờ trong cái điều kiện rất là khan hiếm vaccine, thì cái vaccine của Trung Quốc á, hai cái loại vaccine ví dụ như Sinopharm hay là Sinovac thì của Trung Quốc cũng đều được Tổ chức Y tế Thế giới đã công nhận. Thì thời gian gần đây thì có khá nhiều các sự tranh luận, người ta tranh luận, người ta có nhiều người họ cứ chê thuốc của Trung Quốc, họ chê Trung Quốc là bởi vì có rất nhiều các cái điều kiện, rất là nhiều cái lý do. Có người thì đa phần vì cảm tính, vì ghét Trung Quốc sẵn rồi, bây giờ thì đối với Trung Quốc là bất cứ cái gì cũng không tin được, và thuốc của Trung Quốc thì chất lượng không có cao. Đúng, quả thật là cái thuốc của Trung Quốc cái sự bảo vệ của nó không cao bằng 2-3 cái loại thuốc kia. Tuy nhiên á, thì nếu mà nói về cái sự độc hại hay là nói về các cái biến chứng á, thì cũng không có các cái cơ sở để mà chứng minh cái điều đó. Và người ta thấy rằng những cái thuốc mà của Trung Quốc đã được chích ở một số những cái nước trên thế giới, đến khoảng 93, 94 nước đã sử dụng rồi. Và cái biến chứng của nó rất là thấp, và thậm chí là không có luôn, và cái sự bảo vệ của nó về cái người mà không phải đi vào cái bệnh viện mà trong cái phòng cấp cứu thì cái bảo vệ rất là cao. Nói chung á, là trong cái điều kiện mà không có vaccine hoặc là vaccine hiện giờ đang rất là khan hiếm, thì cái việc mà chích cái vaccine của Trung Quốc thì nó vẫn có tốt còn hơn là không chích, còn hơn là không có cái gì hết. Bởi cũng có khá nhiều các cái sự lo ngại, người ta nói rằng cái thuốc của Trung Quốc á, có khi là chích thuốc độc vào người, và chích thuốc Trung Quốc có khi sau này bị bệnh nặng hơn, hoặc là nó xảy ra những cái bệnh ung thư, bệnh gì đó khác hơn nữa. Thì ai cũng chúng ta thấy là trên mạng, ngay cả các cái sự mà giải thích của khá nhiều các cái chuyên gia, thì họ nói rằng cái cơ chế mà làm cái thuốc đó đó, theo cái kiểu là gọi là làm bất hoạt cho cái virus, để mà tạo ra một cái sự nhận dạng của cái cơ thể mình đối với con virus đó và tạo ra một cái kháng thể, thì không có cái chuyện mà làm cho cái con virus nó sống lại. Thí dụ như nói rằng con virus nó làm nó yếu đi và nó sẽ đi vào trong con người của một một cái người đã được chích, nó sẽ làm sống lại, nó sẽ mạnh lên rồi nó sẽ làm hại hoặc là tạo ra những sự độc hại gì đó, ví dụ 5 năm 10 năm 3 năm 7 8 tháng gì đó, hoặc là sau thời gian nữa thì có thể là bị thêm những cái bệnh này bệnh kia, thì cũng không có cái cơ sở để chứng minh được cái điều đó. Bởi vì người ta nói rằng cái hiệu quả của nó, ví dụ như những cái mà gọi là chích thuốc mà phản ứng phụ đó, nó sẽ có ngay lập tức chỉ sau mấy ngày thôi, hoặc là một vài tuần, một tuần hay là 5 7 bữa thôi, chứ không thể nào nói rằng nó có nhiều. Và nếu mà kéo dài hơn nữa đó là nó không có đúng. Và cái cách thuốc mà họ làm thuốc đó thì họ nói rằng cái việc làm thuốc của Trung Quốc cũng đã được thử nghiệm và có các cái báo cáo. Dĩ nhiên là những cái nước ở bên tư bản giống như là Hoa Kỳ hay là những cái nước châu Âu thì họ không có tin lắm về những cái kết quả báo cáo đó. Và ở chỗ này nó có những cái sự khác nhau về cái cung cách báo cáo và cái cung cách để mà tiến hành làm những cái thủ tục trong cái quá trình xét nghiệm, trong cái quá trình mà đưa đến những cái kết quả chung. Thí dụ như ở Hoa Kỳ khi mà họ chích
Cái thuốc mà Pfizer đó, cái thuốc Moderna thì họ tiến hành trên rất là nhiều người, 30-40 ngàn người, và thực hiện trên rất là nhiều các chủng tộc, rất là nhiều các quốc gia và nhiều châu lục khác nhau. Rồi họ có những cái báo cáo rất là chi tiết về những cái người nào được chích, những người nào không được chích và những cái phản ứng của họ làm sao, rồi sau mấy chục ngày như thế nào, sau mấy chục ngày rồi sau đó có những cái thời điểm. Còn đối với Trung Quốc thì lúc mà họ thử nghiệm lần thứ ba, họ thử nghiệm nó ít người hơn và họ có cái cách báo cáo riêng của họ, nhưng mà cái cách báo cáo đó thì không có phù hợp với cái cách mà ở bên Mỹ họ làm, nhưng mà nó lại đáp ứng cái tiêu chuẩn của Tổ chức Y tế Thế giới. Tất nhiên là Tổ chức Y tế Thế giới họ họ tin tưởng, họ thấy rằng những cái điều đó là nó đúng, và họ cũng có thấy trên một cái thực tế là cái thuốc của Trung Quốc đã được sử dụng cho rất là nhiều nước đã mua trước đó và người ta đã chích, và ngay cả người Trung Quốc cũng vậy. Người Trung Quốc họ họ lúc đầu họ đâu có tin cái thuốc của họ đâu. Người Trung Quốc đầu tiên hết trên mạng xã hội của họ cũng đã tạo ra những cái sự tranh luận và nhiều người né tránh và nói rằng những cái việc mà chích thuốc ngừa như vậy thì họ họ không tin và họ có ý cũng trông chờ. Tuy nhiên thì sau đó đó khi mà có những cái sự chích ngừa cho một số các cái khu vực và người ta thấy cảm thấy là yên tâm rồi thì người Trung Quốc bắt đầu họ mới xếp hàng và nhiều người họ tranh thủ đăng ký để mà được chích sớm nữa. Và đến ngày hôm nay có thể nói là Trung Quốc họ đã chích hơn 1,5 tỷ các cái liều thuốc cho toàn dân của họ. Thì họ đang có một cái tham vọng là đến cuối năm nay họ sẽ chích được là phủ cho khoảng trên 70% dân số của họ. Nói chung là họ là cái nước mà có sở hữu về cái thuốc vaccine rồi, nhưng mà họ cũng chưa thể mà chích hết cho người dân và cái tốc độ chích đi nữa, có thể sẵn thuốc cũng phải đến cuối năm. Còn đối với Việt Nam thì Việt Nam hiện giờ đó cái loại thuốc mà đưa vào Việt Nam cũng chỉ mới có 10 mấy triệu thôi, trong khi đó thì Việt Nam đang cần đến khoảng 150 triệu liều, và 150 triệu liều đó thì đưa ra một cái tham vọng cũng là cuối năm nay mới chích được. Nhưng mà những cái nguồn đó thì chúng ta thấy đặt hàng để mua đủ cái chuyện hết, ngay cả cái Pfizer thì Việt Nam cũng nói là mua 50 triệu liều, nhưng mà người ta nói rằng có thể là cuối năm nay mới chuyển đến cho Việt Nam. Cho nên rằng nếu như mà bây giờ đến cuối năm đó, mà không có chích những cái loại thuốc nào khác thì làm sao mà nó có cái gì để mà bảo vệ kháng thể của mình. Thì đó là nhiều nhiều cái ý kiến họ nhận định như vậy. Họ nói rằng bây giờ trong cái điều kiện cần phải mở cửa nền kinh tế lại sớm và cần phải trở ra để mà hoạt động, để mà làm việc, và cái thuốc nó có sẵn rồi, mà cái thuốc có thể là nó có nhiều loại khác nhau, cái loại nó không có tốt bằng cái loại nó ít hơn, nhưng mà loại nào đi nữa đó nó cũng vẫn là bảo vệ cho con người và nó không có một cái sự độc hại, thì và tại sao lại không sử dụng. Ví dụ như khu vực thành phố Hồ Chí Minh có lẽ rằng người ta nhiều người họ không có thích cái Trung Quốc và nhiều người nghi ngại cái loại thuốc Trung Quốc, và với cái quy định của Ủy ban nhân thành phố Hồ Chí Minh đó là người dân được quyền là lựa chọn, không phải là lựa chọn mà người dân đó là chích thuốc là trên cơ sở là tự nguyện và chỉ có cái sự đồng ý đó thì người ta mới chích thôi, và có nghĩa rằng nếu như người ta không đồng ý thì không có chích, và như vậy thì nó cũng phù hợp với quy định chung của toàn thế giới và ngay cả Tổ chức Y tế Thế giới và ngay cả FDA của Hoa Kỳ cũng vậy, người ta cũng có một cái tiêu chuẩn chung như thế, tức là quan điểm chung là chích ngừa cái virus này đó, cái con COVID-19 vaccine này hoàn toàn là miễn phí. Tuy nhiên thì cái việc mà khuyến khích đó hoặc là tùy theo những cái cơ quan, những cái đơn vị, thậm chí một số các cái địa phương vì các cái lý do mà riêng có khi người ta cũng quy định là để mà chích để mà cho cái sự an toàn. Thí dụ ở Hoa Kỳ bây giờ đang tính toán rằng là những cái nhân viên hành chính đó, nhân viên của nhà nước thì sẽ phải bị chích hết, hoặc là bên quân đội họ cũng mong muốn đưa ra một cái luật làm những cái quy định là những cái quân nhân phải được chích, hoặc là các cái công ty, các cái hãng xưởng người ta nói là để đảm bảo cho an toàn trong cái hoạt động mà nó xuyên suốt rồi liên tục, thì những cái người nhân viên nếu như anh có chích thuốc rồi thì tôi mới tiếp tục mướn anh, chứ còn ấy là trong đây tạo ra một sự lây lan thì sao. Thì tùy theo những cái doanh nghiệp có khi họ muốn muốn chích, và bây giờ cái thuốc nó thiếu như vậy mà cái thuốc của cái Trung Quốc á, thì nhiều người ở trong Sài Gòn, nói chung là thành phố Hồ Chí Minh họ không có thích. Và vừa qua đó thì có những cái thông tin nói rằng là một số các cái tỉnh ở miền Bắc
như là các cái tỉnh giáp ranh với biên giới cái phía Bắc. Thì trong khoảng chừng một tháng trước là chúng ta thấy là có 500.000 liều đầu tiên hết là của Trung Quốc họ họ chuyển giao cho Việt Nam, cũng là cái thuốc mà Sinopharm, và 500.000 liều đã được chuyển cho các cái tỉnh. Cho nên bây giờ có thông tin nói rằng một số các cái tỉnh ở phía Bắc thì họ cũng mong muốn rằng được sang sẻ những cái loại thuốc của Sinopharm đó cho họ, để mà họ chích cho những cái người dân, hoặc là chích cho những cái công dân ở trong cái vùng biên giới, trong cái dạng mà công nhân đã đủ cái loại hết. Thì điều này chúng ta thấy rằng không lẽ là cùng là người dân Việt Nam với nhau và những người khu vực này khu vực khác người ta không hiểu biết Trung Quốc hay sao, và người ta lo ngại về những cái vấn đề đó. Và bây giờ thì trên thông tin trên mạng có nhiều người nói rằng cái việc mà chích Trung Quốc đừng bao giờ chích hết, rồi đừng bao giờ biến mình trở thành con chuột bạch, đừng bao giờ mà coi như là để Trung Quốc họ làm hại mình đó, chích thuốc vào thì biến thành người Trung Quốc các thứ này kia nọ. Thì tất cả những cái điều đó, đó nó hoàn toàn nó phản khoa học. Dĩ nhiên chúng ta không có khuyến khích là người dân phải nên đi chích Trung Quốc đi, rồi hoặc là bài Trung Quốc đi, chúng ta không có khuyến khích hay là bài kích cái chuyện gì hết. Nhưng mà trong cái điều kiện như hiện nay, nếu mà mình đã kích cái thuốc của Trung Quốc, phải có cái cơ sở, phải có cái lý do là cái thuốc Trung Quốc nó tệ là như thế nào, và ngược lại mình khen cái thuốc của Trung Quốc thì cũng phải có cái cơ sở của nó. Bây giờ thì nó đang rất là thiếu thốn như vậy thì phải làm sao đây? Thì phải nói rằng khi mà có cái thông tin nói rằng có 1 triệu liều thuốc của Trung Quốc được giao sớm đó vào thành phố Hồ Chí Minh, thì nhiều người cũng rất là lo sợ trong những ngày vừa qua, khi mà họ đăng ký đi chích thì họ cũng hỏi rằng là thuốc gì, nhưng mà thấy rằng thành phố Hồ Chí Minh họ chưa có triển khai chích cái thuốc vaccine của Trung Quốc. Và những ngày vừa qua thì chích những cái loại vaccine như là Pfizer, Moderna và ngay cả cái AstraZeneca. Cái AstraZeneca có lẽ là chích được nhiều nhất, và nhiều người thì cũng đang trông chờ một cái loại thuốc của Việt Nam nữa, cái thuốc Nanocovax đang được thử nghiệm vào cái giai đoạn 3. Nhưng mà cái giai đoạn 3 này cái giai đoạn cũng khá mất nhiều thời gian. Và người ta tính rằng đó, nếu như mà thành công thì cũng khoảng 10 12 tuần nữa đó, có khoảng chừng 10 10 12 tuần nữa thì trong cái đợt chích lần thứ 3 có thể là chích đến mười mấy ngàn người. Và dĩ nhiên là chích trong ví dụ là mấy chục ngày người ta có những cái kết quả nghiên cứu, kết quả đánh giá, rồi sau đó sau mấy chục ngày thì có một cái kết quả khác rồi đánh giá rồi các thứ này kia nọ. Nhưng mà những cái điều đó không phải là ở Việt Nam làm không, mà còn phải kết hợp với theo cái tiêu chuẩn của thế giới, và còn phải đưa các hồ sơ đó lên cho cái chương trình COVAX, tức là của Tổ chức Y tế Thế giới. Và chỉ khi mà Tổ chức Y tế Thế giới đó mà họ công nhận, họ cấp phép cho chúng ta, thì lúc đó cái uy tín của loại thuốc đó mới được được ghi nhận. Ngay cả Trung Quốc được Tổ chức Y tế Thế giới họ công nhận rồi đó, mà trong con mắt của nhiều nước, ngay cả trong con mắt của người dân của Trung Quốc, của người Việt Nam còn bị chê. Thì đối với cái người dân Trung Quốc họ chê cái thuốc họ là đúng là trong cái thời gian đầu thôi, nhưng mà hiện giờ thì họ cũng đã chích hết, đa phần là họ được điều chích. Và Trung Quốc họ cũng cái quan điểm là không có bắt ép, không có phải là lùa dân đi chích như là nhiều cái thông tin họ nói, cũng trên cơ sở là tự nguyện thôi, trên cơ sở là khuyến khích người dân chích, và họ chỉ chích hoàn toàn cái thuốc của họ, họ không có chích cái thuốc của Hoa Kỳ. Thì bây giờ cái thuốc của Hoa Kỳ là cái thuốc Moderna với cái thuốc Pfizer, là cái thuốc đó được bảo vệ nó khá cao, có thể là cao nhất hiện nay. Và Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh trong những ngày vừa qua người ta chích, có một cái văn bản của Sở Y tế nói rằng là cần phải đẩy nhanh cái tốc độ chích những cái loại thuốc này, bởi vì nó có một cái thời hạn lưu trữ rất là khắc nghiệt, rất là khó khăn, và phải chích sớm những cái loại thuốc đã được phân phối vào các cái đơn vị rồi, như các quận huyện hay là các cái bệnh viện, rồi những cái phòng y tế của các cái quận huyện của thành phố Thủ Đức nữa, thì phải chích nhanh và thậm chí là chích luôn cho các cái đối tượng mà trên 65 tuổi. Thì có những cái đề nghị hoặc là những cái kinh nghiệm mà của tại Hoa Kỳ hoặc là nhiều nước trên thế giới thì cho thấy rằng những cái đối tượng như là trên 65 tuổi đó cần phải ưu tiên để mà chích sớm, nhất là chích những cái loại thuốc cần mà thuốc tốt để mà bảo vệ cho họ tốt nhất. Bởi vì cái thuốc Moderna với thuốc Pfizer đó, những người mà trên 65 tuổi hay là những người có bệnh nền thì chích cho họ thì nó sẽ tránh đi các cái sự mà nhiễm bệnh,
và nó sẽ tránh đi cái sự mà làm nặng thêm cái bệnh bệnh tình của cái COVID-19. Và điều này đó nó sẽ làm cho không có quá tải các cái bệnh viện, bởi vì trong các cái bệnh viện thời gian vừa qua cho thấy rằng khi mà trở nặng đó, những người có biến chứng hay là những người trên 65 tuổi đó thì số lượng rất là đông, và đây cũng là một thực tế chung của toàn thế giới. Và nếu cái đối tượng cần bảo vệ thì thật ra có nhiều cái sự đánh giá rất là khác nhau. Có những nước họ nói rằng cần phải bảo vệ cho những người trẻ tuổi, những người trong cái lực lượng lao động, đây mới là lực lượng nòng cốt của quốc gia và tạo ra các sản phẩm xã hội. Còn những người mà lớn tuổi thì trong cái lúc này ai khỏe được thì sống, còn ai không khỏe được thì thôi. Nếu mà có bệnh thì trời kêu ai nấy dạ, theo kiểu như vậy. Thì những cái đánh giá đó rất là sai lầm. Rõ ràng là ngay tại Hoa Kỳ ngay từ đầu họ cũng nói là ưu tiên cho cái người tuyến đầu, xong rồi họ nói là ưu tiên luôn cho những người 65 tuổi. Và cái người 65 tuổi trở lên, những người mà lớn tuổi đó, ví dụ người ta không có làm được, nhưng mà đối với những cái người mà trong lực lượng lao động là họ là con cháu, họ đó là cái chỗ dựa tinh thần cho những người lao động đó. Cho nên là việc bảo vệ cho những cái người mà lớn tuổi có là một cái việc rất là quan trọng. Và cái việc mà bảo vệ cho người lớn tuổi cũng làm tránh đi, làm hạ bớt đi những cái việc mà hao tổn trong cái việc mà điều trị quá tải trong bệnh viện, hoặc là hao phí của cái ngành y tế, và dồn sức dồn lực đó để bảo vệ cho những cái phần khác. Và cái người nhỏ tuổi có thể mà chích chậm một chút đó, thì đa phần người ta thấy rằng 80% trở lên là không có bị nhiễm, hay không không phải là không có bị các cái triệu chứng và không có trở nặng. Chính vì vậy thì cho nên là đa phần thì họ tự khỏi được, và nó cũng giống như là có một số các cái triệu chứng cảm bình thường thôi và họ có thể dễ lướt qua. Nhưng mà đối với những người trên 65 tuổi một khi đã nhiễm rồi đó thì cái tỷ lệ mà bị trở nặng nó rất là cao. Và đó là cái điều mà người ta nói rằng là cần phải tập trung những cái loại thuốc tốt để mà chích. Còn những cái loại thuốc ví dụ như thuốc mà nó không tốt đó, thì chích nhiều khi nó bảo vệ nó thấp hơn, và chích rồi vẫn có thể là tỷ lệ lây nhiễm cao hơn thì nó sẽ là không có tốt bằng. Và điều này đó thì cho thấy rằng những ngày vừa qua ở thành phố Hồ Chí Minh có khá nhiều những cái người đã được chích và tốc độ chích được đẩy nhanh rất là nhiều. Ví dụ như ở tại quận 11 cho thấy rằng đã chích trên 90% rồi. Và quận Tân Bình rồi ngay cả nhiều cái quận khác cũng đang triển khai rất là nhanh. Và trong thời gian tới thì có thêm một số những cái loại thuốc khác đi về nữa. Và thấy rằng ở trong Việt Nam đó, khi mà Bộ Y tế đã sắp xếp để mà phân phối các cái loại thuốc theo đợt 1, đợt 4, đợt 5, các thứ đợt, các đợt, thì phải nói là một việc làm rất là khó khăn khi mà người ta phân bổ cho 63 các cái tỉnh thành. Mỗi tỉnh thành đó, ví dụ như bao nhiêu liều Moderna, bao nhiêu liều Pfizer, rồi bao nhiêu liều Astra, rồi bây giờ có thêm những cái loại thuốc mới như là tới đây thì cái thuốc Sputnik của Nga thí dụ họ giao chẳng hạn, hay là cái thuốc của Trung Quốc thì nó sẽ được chuyển giao như thế nào. Và chính phủ thì cũng yêu cầu rằng các cái tỉnh nên có thể là san sẻ với nhau và ưu tiên cho những cái vùng dịch. Có lẽ là tỉnh mình chưa có nhiều đó người bệnh thì nên ưu tiên sớm cho những cái vùng như là thành phố Hồ Chí Minh để cho người ta chích nhanh. Và cũng có nói rằng nhiều khi là nhiều tỉnh thành có thể là hoán đổi những cái loại thuốc cho nhau cũng được. Ví dụ như ở các tỉnh biên giới phía Bắc mà vì cái vấn đề làm ăn với Trung Quốc và vì phải qua lại với đất nước Trung Quốc và người ta tin tưởng cái thuốc của Trung Quốc thì nên ưu tiên để mà cho họ sử dụng, rồi đổi những cái loại thuốc mà theo cái tiêu chuẩn của họ được phân ở ngoài đó cho ở trong Sài Gòn chẳng hạn. Bởi vì người Sài Gòn họ không có niềm tin vào cái thuốc của Trung Quốc, cho nên nên ưu tiên cho họ để mà họ họ được chích nó nhanh hơn, thí dụ như vậy. Thì tất cả những cái ý kiến như vậy đó chúng ta thấy là trên mạng xã hội đã tạo ra một cái làn sóng. Và còn ở bên ngoài đó thì người ta cứ cứ nói rằng đừng có xúi những cái người ở trong Việt Nam chích. Còn bây giờ ai nói rằng thuốc Trung Quốc là ok thì đi chích trước đi. Và thuốc Trung Quốc là chỉ có chích xong rồi là chết thôi. Chích xong là hại, chích xong là này kia cái nọ. Nhưng mà những ngày vừa qua chúng ta thấy là ở các cái biên giới phía Bắc á, chích có bao nhiêu người bị cái gì đâu. Và ở bên Trung Quốc hay là nhiều nước khác thì những cái số liệu mà thu thập được đó cho thấy rằng nó có bị ảnh hưởng như thế nào hay không. Thì dĩ nhiên là ai cũng mong muốn là cái thuốc của Mỹ hết. Ai cũng mong muốn là cái thuốc mà của Zeneca cho nó tốt, nhưng mà với cái tốc độ mà giao thuốc như hiện nay, dĩ nhiên là đặt thuốc của Hoa Kỳ họ cũng sẽ giao, nhưng mà họ nói rằng đến cuối năm nay họ giao cho Việt Nam nhiều 50 60 triệu liều gì đó, và có thể là đến
nửa năm sau nữa thì Việt Nam mới có được đủ thuốc. Đó là cái sự mà cam kết thôi. Nhưng mà trong cái quá trình mà chuyển giao có khi họ chậm trễ. Và thời gian gần đây thì có khá nhiều những cái sự ca ngợi rằng là Hoa Kỳ cứ viện trợ cho Việt Nam nào là 2 triệu liều, 3 triệu liều, rồi bây giờ tới đây nghe nói là 4 triệu rưỡi gì đủ thứ chuyện hết. Thì những cái triệu liều đó đó nó cũng chỉ là một phần thôi, nó không có đáp ứng đủ để mà cho cái nhu cầu của người Việt Nam. Hiện giờ giống như là Việt Nam nằm trong cái chuỗi cung ứng chung, cái chuỗi cung ứng rất là quan trọng. Và ngày hôm kia đó thì có bốn cái tập đoàn của ở trong Việt Nam đã phải lên tiếng rồi. Người ta nói là họ sẵn sàng để mà tận dụng các cái quan hệ và sẽ coi như là hỗ trợ cho đất nước Việt Nam để mà mua những cái loại thuốc nhanh về để mà chích cho những cái công nhân của họ và ưu tiên cho những công nhân của họ để mà họ trở lại làm việc để đảm bảo các chuỗi cung ứng. Thí dụ như trong tập đoàn da dày may mặc rồi ngay cả gỗ rồi những cái tập đoàn mà sản xuất đó mà có rất là nhiều các cái công nhân thì ai cũng hiểu được rằng cái ba tại chỗ bốn tại chỗ này người ta đã quá mệt mỏi, quá rất nhiều các cái chi phí rồi mà nó cứ bùng phát lên bùng phát xuống như vậy, mà trong cái chuỗi cung ứng như thế mà không có được duy trì đó thì những cái tập đoàn lớn họ rất là ảnh hưởng, và cái điều đó nó tạo ra một cái nguy cơ đối với cái nền kinh tế của Việt Nam, nó rất là chao đảo, ai cũng thấy được cái điều này. Cho nên mà trong cái điều kiện đang rất là thiếu các cái vaccine thì cái việc mà điều phối như thế nào là một bài toán rất là khó. Và đã có rồi thì có những người trong nước thì lại chê tới chê lui rồi đánh giá lung tung sàn ngầu hết, cho nên rằng nó cũng sẽ tạo ra những sự khó khăn nữa. Và trên diễn đàn đó thì cũng có khá nhiều các ý kiến, có những người nói rằng họ cũng tin trước Trung Quốc, hoặc là họ nói rằng thôi thì với điều kiện này thì có thuốc nào thì chích thuốc đó thôi, ai ai mà có chết chóc gì đâu mà sợ, thuốc Trung Quốc thì cũng cứ chích cho có gì đâu, chích cho rồi để mà trở lại làm việc, chích cho rồi để trở lại buôn bán để mà làm ăn, chứ mà nằm mà ầu ơ với dầu như thế này cái tối ngày cứ dang dỏng hoài thì chỉ có mình mà chết thôi. Và đóng cửa như thế này đó, ngay tại như Hoa Kỳ khi mà chích cái liều thuốc đầu tiên rồi đó cũng phải mấy tháng trời sau người ta mới mở cửa, chứ còn nói là cái thời gian giãn cách 15 ngày, 17 ngày thì chúng ta thấy khi mà chưa chích đủ cho người dân thì cái điều kiện cũng rất là khó khăn, đi ra ngoài phải khẩu trang rồi cách ly rồi buôn bán làm ăn các cái tiệm buôn bán người ta cũng chưa có cho mở nữa đâu, và người ta cũng cho mở thì cũng chưa có cho nhiều người đi vào đâu, thì những cái tổ chức mà vui chơi giải trí như là ca nhạc hay là mấy cái sân vận động các thứ cũng không có, chỉ có khi nào mà chích thuốc rồi và chích cái tỷ lệ mà ít nhất mỗi người mỗi liều hết rồi đó thì nó mới có mang tính chất là đảm bảo được để mà trở lại cuộc sống bình thường. Cho nên rằng bây giờ thì cái việc mà thuốc vẫn là quan trọng nhất, và có lẽ là hiện giờ các cái loại thuốc đang được có mặt tại thị trường ở Việt Nam thì rất là đa dạng, trong đó có xuất hiện của Trung Quốc thì tạo ra một sự tranh luận, nhưng mà có lẽ ồn ào nhất là có mấy anh ở trong miền Nam thôi, mấy anh ở trong Sài Gòn và có cả những cái người ở hải ngoại nữa, khi mà họ họ đưa vào các cái ý kiến rồi họ thậm chí là có người xúi giục là thôi đừng có chích, thì tiếc là chích không chích đó thì do cái sự quyết định của từng người, và đây là cái hoàn toàn làm mang tính chất là tự nguyện thôi, không không có xúi ai chích hay không chích hết, nhưng mà mình chỉ muốn nói về cái tính chất của cái loại thuốc đó nó có xấu quá như là giống người ta nói hay không. Và bây giờ thì các cái doanh nghiệp đó họ đã làm rất là nhiều, và trong mấy ngày vừa qua đó, 3 ngày vừa qua khi mà có cái thông tin liên quan đến một cái tập đoàn của Việt Nam là tập đoàn Vingroup, và Vingroup thì họ nói là họ làm rất là nhiều việc cho cái công cuộc gọi là chống dịch của Việt Nam, không chỉ là chống dịch không mà hồi một năm trước trong cái việc mà bị bùng phát về các cái tỉnh miền Trung đó bị bão lũ này kia nọ thì Vingroup cũng đã bỏ rất là nhiều tỷ đồng để mà giúp, và đến bây giờ trong cái việc mà đại dịch này thì Vingroup cũng đã sử dụng các cái nhân viên của mình lên tới hàng chục ngàn người để mà làm những cái công tác tình nguyện và làm được rất là nhiều việc, và ngay cả bỏ tiền ra để mà ủng hộ các quỹ vaccine nữa, và mặc dù là họ bỏ rất là nhiều như vậy nhưng mà trong cái mắt dư luận của quần chúng có lẽ là họ nghĩ rằng đây là cái việc mặc nhiên hay sao, có khá nhiều các cái lời lời chê lời khen, thậm chí
là cái khen á thì nó không có nhiều, nhưng mà một khi cái bản tin liên quan đến cái việc mà cái tập đoàn VinGroup khi mà dùng cái từ báo chí, dùng cái từ là mượn 500 coi như 5.000 liều mà thuốc mà Moderna đó để mà chích cho những cái công nhân của mình, những cái nhân viên của mình, thì báo chí là thậm chí là mạng xã hội quay ra chỉ trích, là thậm chí là đây là cái việc mà gọi những cái YouTuber ở hải ngoại nữa chỉ trích về Việt Nam, nói rằng ở Việt Nam làm phân biệt đối xử, là các cái tập đoàn đó là con cưng, rồi nào là dân đen là thứ cấp, rồi đủ thứ chuyện hết. Họ bắt đầu họ thiêu dệt, họ đánh giá đủ thứ chuyện. Nhưng mà chúng ta nhìn lại cho thấy rằng á, VinGroup, những cái công nhân, những cái người mà nhân viên tình nguyện của họ cũng lao vào trong tuyến đầu, và căn cứ theo luật pháp của Việt Nam, căn cứ theo các cái quy định của Việt Nam, thì cái việc mà phân phối thuốc cũng ưu tiên cho cái tuyến đầu. Lẽ ra đó người ta nói rằng chuyển giao cho cái tập đoàn VinGroup, hay là chuyển giao cho những cái chích cho những cái người nhân viên của VinGroup, nhưng mà ngược lại họ dùng cái từ là cho mượn. Thì có lẽ là trong cái cách của cái tập đoàn này thì họ nói rằng thôi cái này là thật ra là chúng tôi cũng muốn mượn thôi, sau này thì cũng sẽ bỏ tiền ra để mà mua lại cái khác, để mà trả lại cho cái quỹ, để mà quỹ dành cho những cái người dân khác, theo cái kiểu rằng họ đó là họ sẽ tự chủ được cái phần kinh phí đó để mà họ họ lo cho cái nhân viên của mình. Nhưng mà cái cách để mà diễn đạt đó ở trên mạng xã hội đã tạo ra khá nhiều các cái sự nhạy cảm, và đã tạo ra một sự tranh luận, và người ta bắt đầu họ quay qua họ chửi, quay qua họ họ chê bai, và họ nói rằng VinGroup đó là lại lướt lên trên cái cuộc sống của những cái người dân khốn khó, cứ không có biết nhường nhịn người này người kia, không có biết coi như là đủ thứ chuyện hết. Đó là cái việc mà gọi là trong 5.000 cái liều thuốc đó. Nhưng mà vừa rồi đó thì ngày 2 tháng 8 vừa qua chúng ta thấy rằng khi mà VinGroup có bản thông tin đưa ra là VinGroup họ đã đàm phán và mua thành công 500.000 coi như là lọ thuốc kháng sinh virus để mà tặng cho Bộ Y tế của Việt Nam. Thì 500.000 lọ gọi là Remdesivir á, thì đây là một cái loại thuốc có thể nói là đặc trị, cái loại thuốc của Mỹ, nhưng mà được coi như là đầu tiên hết là tại Hoa Kỳ, và được FDA của Hoa Kỳ đó họ đã cấp phép và coi như là họ đưa vào cái phác đồ để mà điều trị ngay tại Hoa Kỳ. Ở Hoa Kỳ mà đã xác nhận được đây là một cái loại thuốc cần phải điều trị nó, và người ta đã thấy rằng điều trị tại Hoa Kỳ nó đạt được một cái hiệu quả rất là cao. Khi mà những cái bệnh nhân bị nhiễm này mà nhiễm nặng đó, hoặc là nhiễm trung bình nặng đó, thì chỉ cần uống điều trị các loại thuốc này chỉ trong vòng mấy ngày thôi, thì họ thuyên giảm ngay lập tức. Và đa phần á, là cái thuốc này là cái thuốc nó sẽ mang cái chất công hiệu rất là cao. Lúc đầu tiên ở tại Hoa Kỳ khi mà thông qua cái loại thuốc này thì thị trường của Hoa Kỳ rất là đắt, có thể nói rằng rất là khó mua, và lúc đó có thể làm lên tới mấy trăm đồng hoặc là cả ngàn đồng đó, đó cho một hộp thôi, nó không phải là đơn giản. Và cái loại thuốc này đó thì ở tại Hoa Kỳ không mua được, coi như là rất là khó, may là có tiền cũng rất là khó mua. Và tập đoàn VinGroup thì họ đàm phán thành công và họ mua cái 500.000 liều, tức là nửa triệu liều, và sẽ chuyển về Việt Nam trong cái tháng 8 này. Và cái lô đầu tiên có thể nói là 150.000 liều sẽ được chuyển trước cái ngày 5 tháng 8, tức là trong cái tuần lễ đầu tiên. Và cái điều thuốc này đó nó cũng phải nói rằng giống như là một cái thần dược trong cái thời điểm như hiện nay, bởi vì khi mà Việt Nam có quá nhiều các cái ca trở nặng đi, và những người mà đang cần phải có cái liều thuốc để mà điều trị cái gọi là cái con virus này đó, thì cái loại thuốc này là một cái loại thuốc được chỉ định, có thể nói là trực tiếp, chứ không phải là xuyên tâm liên đâu, chứ không phải là những cái loại thuốc khác. Và chắc chắn rằng cái loại thuốc này đó là cái VinGroup cũng rất là khó mua, mặc dù cái loại thuốc này làm được cho nên đây không phải là loại thuốc sản xuất tại Hoa Kỳ, mà nó là sản xuất tại tại Ấn Độ. Ấn Độ cũng là một cái nước mà sản xuất các cái loại thuốc, nhưng mà Ấn Độ đó họ cũng đang gặp rất là khó khăn. Chúng ta nhớ cách đây không lâu Ấn Độ đã bùng phát cái dịch bệnh hồi tháng 4, và họ kéo dài, và những cái cảnh tượng rất là rùng rợn. Và khi mà Ấn Độ họ có các cái loại thuốc này, họ đã ngưng, họ không có bán cho bất cứ ở bên ngoài, họ không có cấm xuất khẩu luôn, và họ để dành các cái loại thuốc Remdesivir này cho người dân của họ, và thậm chí họ sản xuất nhưng mà họ vẫn thiếu thuốc,
đến nỗi mà nước Nga họ còn phải chuyển 1 triệu liều sản xuất tại bên Nga, cũng là Remdesivir này, đem cho cái nước Ấn Độ để mà nước Ấn Độ cứu giúp cho những người dân. Và chúng ta thấy rằng Ấn Độ họ đã trở lại rất là nhanh, có thể nói rằng nhờ những cái lộ thuốc và nhờ cái cách điều trị cũng như là cái vaccine, và họ đẩy nhanh cái tốc độ chích vaccine. Cái vaccine của Ấn Độ đó có những ngày họ chích cái tốc độ lên rất là cao, người ta thấy rằng có ngày họ chích lên tới 8 triệu người trong một ngày. Và đây là cái điều mà Ấn Độ thì khi mà bị lâm sâu lún sâu vào cái đại dịch đó, thì cái số người nhiễm quá nhiều đấy, có thể nói là họ cũng bị mang tiếng vào cái việc đó. Nhưng mà bây giờ cái việc mà họ thoát ra khỏi cái đại dịch đó cũng là một cái điều rất là thần kỳ. Và đây là cái loại thuốc mà để mà đạt được đó, trong cái thỏa thuận này thì rồi thỏa thuận với Ấn Độ để mà họ nhường lại trong cái điều kiện như hiện nay, là một cái thành công rất là lớn của cái tập đoàn Vingroup. Và đó là chưa nói vấn đề tiền bạc nha. Tiền bạc có thể nói rằng cái giá trị của nó không thể nào là nó mắc bằng cái giá của Mỹ, nhưng mà trong cái điều kiện hiện nay cái giá này cũng đã được thổi lên rồi, cái giá này cũng khá đắt hơn so với bình thường rồi. Nhưng mà cái vấn đề tiền là không quan trọng, và nếu như không có cái loại thuốc này đó thì nó rất là khó cho vấn đề mà điều trị của cái COVID-19. Và những người đang nằm trong cái phòng ICU hay là ngay cả những người đang bị bệnh nặng và có cái dấu hiệu trở nặng, thì có những cái loại thuốc này thay vì nó kéo dài mười mấy ngày để mà trị, bây giờ chỉ cần 7 ngày 8 ngày người ta thấy là nó khỏe. Và đó là cái điều mà chúng ta phải thấy rằng để đưa được 500.000 liều này là một cái cố gắng rất là lớn của Vingroup. Thì bây giờ nói rằng Vingroup sẽ thuê các cái chuyên cơ để mà đưa về cho Việt Nam, và cái liều đầu tiên là 150.000 liều sẽ được chuyển vào thành phố Hồ Chí Minh, cái nơi mà có lẽ là chỉ trích nặng nề nhất cái tập đoàn Vingroup khi mà mượn 5.000 liều Moderna. Thì thật ra là chúng ta thấy rằng làm á mà những cái điều tốt có khi làm người ta thấy là cái chuyện đó giống như mặc nhiên, nhưng mà chỉ cần làm một cái gì đó nó hơi nhạy cảm một chút thì người ta sẵn sàng họ chửi liền, họ chỉ thấy toàn là những cái điều xấu không, họ không thấy những cái điều tốt. Và đối với cái việc mà bỏ ra mà mua 500.000 liều và vaccine đó, hoặc là 1 triệu 2 triệu liều vaccine, nó cũng không bằng vào 500.000 liều này đâu. Đây là cái thuốc để mà trị bệnh, cái thuốc trị bệnh mới là quan trọng, bởi vì nó sẽ cứu được mạng sống của những người đang nằm trong cái phòng cấp cứu và những người mà đang đứng trước các cái nguy cơ, có thể là trước cái lưỡi hái của tử thần. Và cái loại thuốc này là loại thuốc đặc trị, nó đặc hiệu cho cái việc mà trị COVID-19. Ngay cả Hoa Kỳ họ rất là khó khăn để mà họ thông qua, cuối cùng thì họ thông qua cái loại thuốc này. Và cái loại thuốc này được sản xuất bởi một cái công ty dược phẩm gọi là Siba, và cái công ty là của Ấn Độ, và họ được cái sự nhượng quyền của cái công ty Glick Science của Hoa Kỳ, tức là công ty chủ quản của cái loại thuốc gọi là Remdesivir này đó. Thì tất cả những cái điều này chúng ta thấy rằng nó là một cái điều nó mang tính chất ở trong một cái đất nước Việt Nam, khi mà các cái tập đoàn mà lớn đó, họ có cái trách nhiệm đối với xã hội. Nó không như ở Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thì người ta giao hết cho các chính quyền lo thôi, những cái chính quyền họ bỏ tiền bỏ của, chứ còn ở các cái tập đoàn á, ví dụ như chúng ta không bao giờ nghe nói là cái tập đoàn này tập đoàn kia họ sẽ làm cái chuyện này, họ là ủng hộ chuyện kia, họ làm dĩ nhiên là họ có những cái quỹ từ thiện riêng của họ và họ làm theo cái cung cách của họ thôi, chứ còn như là Vingroup thì đây là một cái điều rất là lạ. Và phải nói rằng nếu mà như vậy đó thì cái việc mà trị bệnh ở trong Việt Nam nó đã đi đúng hướng và nó phải cũng đi theo cái tiêu chuẩn thế giới thôi. Và với 500.000 lọ thuốc như thế này đó là nó đủ để mà trị cho khoảng chừng năm coi như 80.000 đến 100.000 người mà nào mà nhiễm, gọi là nhiễm bệnh mà bệnh nó trung bình, đúng là bệnh nặng. Hiện giờ thì ở trong Việt Nam có số lượng người mà bị nhiễm nặng cũng chưa có nhiều, mà tới đây có thể là lên tới 30.000 người, 50-70.000 người, thì cũng nằm trong cái tầm để mà trị cái lỗ thuốc này. Và cái lỗ thuốc này cũng nguyên tắc là được tặng cho Bộ Y tế, và Tổ Y tế cũng trị miễn phí cho những người dân. Đó là cái điều rất là đáng mừng. Có thể nói rằng thời gian gần đây là cái việc mà chích ngừa vaccine cũng đã tranh luận rồi, những cái việc mà mua những cái lỗ thuốc như thế này nó cũng tạo ra những cái sự mà những cái niềm tin, người ta thấy rằng cái cách
chữa trị bệnh của Việt Nam nó đã coi như là nó mang được hiệu quả hơn. Tuy nhiên thì có một cái góc khác á, người ta nhìn thấy rằng cái nền kinh tế đang bị ảnh hưởng và phía bên chính quyền của Việt Nam đang tung ra những cái gói cứu trợ và người ta cũng mong muốn là phải phải giúp nhiều hơn nữa, nhất là những cái cảnh mà nhiều cái hệ lụy ở trong cái dịch này, như là nhiều người bị mất, có người thân bị mất rồi, có những cái việc mà khó khăn trong cái việc mà làm ma chay hay là cái việc mà mai táng các thứ, thì thậm chí là lên mạng để mà xin tiền đủ thứ chuyện, có thấy những cái cảnh như vậy rất là đau thương. Và người dân ấy, họ san sẻ với nhau rất là nhiều trong cái đại dịch này. Tuy nhiên thì có lẽ là khi mà trở lại nền kinh tế đó thì nó phải mất thời gian, và chắc chắn một điều rằng phải có cái thuốc. Nếu mà không có thuốc đó thì đừng có nói là 1 tháng 2 tháng, có khi là kéo dài. Và nếu như mà kéo dài tới cuối năm thì như thế nào, ai có thể là gồng nổi cái cuộc sống đến cái thời điểm đó, nhất là những cái người gọi là buôn gánh bán bưng, những cái người mà làm bữa nay sống bữa nay thôi và không có cái khả năng để mà tích lũy. Những cái người mà họ đã rời khỏi cái cơ sở làm việc để mà trở về quê để mà có cuộc sống vui hơn, có cuộc sống để mà nương tựa với nhau và lay lắt, thì đó là một cái sự đi đi lùi, và vì cái đại dịch mà phải làm như vậy. Thì bây giờ chỉ có cái là chích ngừa thôi, và nếu như mà được bảo vệ tốt thì người ta trở lại nhanh và cái cuộc sống mới có vận hành được cái cuộc sống, và phải có việc làm, phải có tạo ra đồng tiền, và phải chính và cái đó nó mà là mua sống mình. Và cái dịch là phải né thì dĩ nhiên rồi, nhưng mà phải né trong cái điều kiện như thế nào để mà trở lại làm việc, đó mới là cái vấn đề. Và thời gian gần đây thì trong hơn 1 tuần vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh có khá nhiều các cái sự điều chỉnh, và những cái bất cập trước đó cũng đã được chỉnh đốn, và rất nhiều các cái đường dây nóng đã được lập ra ở nhiều cái tỉnh thành, và người ta rất là lắng nghe những cái phản ánh của những người dân, ngay cả những cái vùng cách ly hay những cái vùng phong tỏa, rồi những cái sự khó khăn về việc mà đóng cửa hay là mở cửa cái nền kinh tế, và các cái chợ búa chẳng hạn, và cung ứng hàng hóa, vận chuyển hàng hóa đủ thứ chuyện hết. Và hy vọng rằng những cái người lãnh đạo thì họ sáng suốt và tạo ra một cái thế trận rất là công bằng, và những cái vaccine nó được đến những người dân nó sớm nhất, và không có một cái vaccine nào có thể là bị bỏ hết theo cái kiểu rằng vì chích trễ hoặc là vì bảo quản không tốt hoặc là phân phối không có kịp rồi nó hư hao hoặc là quá đắt gì. Và cũng chúc cho mọi người đó là mau sớm thoát khỏi cái dịch này. Đây là một cái đại dịch rất là lớn và chưa bao giờ Việt Nam gặp phải, và bây giờ thì nó rất là nặng. Có thể nói rằng nếu như ai cũng rất là chủ quan thì nó sẽ rất là khó khăn, và khó khăn chung của nguyên cái nền kinh tế Việt Nam. Đó là cái điều mà chúng ta muốn nói ngày hôm nay. Rất cảm ơn quý vị. Xin kính